Vừa qua, Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết thực thi pháp luật về phòng vệ thương mại và đề xuất giải pháp hoàn thiện. Phát biểu tại hội thảo, đại diện Cục Quản lý Cạnh tranh Bộ Công Thương cho biết, sau hơn 10 năm ban hành pháp luật Việt Nam về các biện pháp phòng vệ thương mại, Việt Nam đã tiến hành và điều tra áp dụng 4 vụ việc tự vệ và 2 vụ việc chống bán phá giá. Nếu so sánh với hàng nghìn vụ tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp trên thế giới, có thể thấy Việt Nam đã sử dụng rất ít các biện pháp phòng vệ thương mại. Trong suốt 14 năm qua, Bộ Công Thương chưa tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống trợ cấp nào. Vì vậy, tại hội nghị, các chuyên gia đã tập trung đánh giá hiệu quả thực thi kiện toàn khuôn khổ pháp luật về phòng vệ thương mại gồm 3 pháp lệnh chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ. Qua đó, hỗ trợ nâng cao năng lực phòng vệ hợp pháp của các doanh nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, các chuyên gia và doanh nghiệp, hiệp hội cũng trao đổi thảo luận về giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật phòng vệ thương mại dưới góc độ của doanh nghiệp, hiệp hội.